Hello, xin chào tất cả mọi người, mình Phước Sửu. Mình tên là Annie. Hai tụi mình đang có mặt tại một cái đại bản doanh mới của văn phòng EI tại Việt Nam. Yeah. Ngày hôm nay thì theo như Annie thì cảm giác như thế nào khi mà trở về một cái văn phòng mới tại một cái đại bản doanh khá đẹp tại khu Sala Quận 2 này? Thật sự EI Việt Nam chọn Sala Quận 2 để làm cái đại bản doanh mới là một cái sự lựa chọn tuyệt vời và hoàn hảo. Bởi vì khu vực này đang trở nên rất là hot cho thị trường bất động sản ở Việt Nam. Thì với cái đại bản doanh này, với một cái lợi thế như vậy thì chắc chắn là EA Việt Nam sẽ mang lại rất là nhiều những dự án và rất là nhiều cái sự phục vụ chuyên nghiệp dành cho các khách hàng sắp tới trong tương lai. Wow, quá tuyệt vời. Hơn 4.000 agent và trong đó gần 2.000 agent đã có gọi là một cái chứng chỉ môi giới bất động sản rồi. Một cái gọi là môi trường quá đẳng cấp và đồng thời là quy tụ khá nhiều agent tại cái văn phòng, tại cái công ty EA tại Việt Nam. Thật sự định hướng của EI Việt Nam cũng như định hướng của EI Thế Giới là một định hướng dành cho một cái môi trường rất là chuyên nghiệp. Khi mà tất cả những agent ở EI đều có cái bằng môi giới để thể hiện sự chuyên nghiệp trong cái sự phục vụ của mình, thì cái việc mà EI bước ra ngoài thế giới là một điều mà đương nhiên là sẽ có. Với hơn 34 nước có mặt ở trên toàn thế giới thì văn phòng của EI Việt Nam hay là văn phòng EI Campuchia hoặc là EI Australia sẽ là một cái nơi, sẽ là những cái nơi mà tất cả khách hàng hoặc là tất cả những cái agent có thể tới và làm việc chung. Như bản thân em thì đã từng tới được EI ở Cambodia thì văn phòng bên đó rất là chuyên nghiệp. Đúng hoặc rồi. Là EA ở Australia đặt tại một cái tiểu bang mà nền kinh tế cũng như là bất động sản đang phát triển nhất ở nước Úc. Tuyệt vời. Còn riêng Phước Sửu thì Phước Sửu đã có mặt EA tại Singapore và một cái đất nước xứ cờ hoa, đó là American. Wow. Mỹ. Trời ơi, là một cái đại bản doanh, là nơi gọi là khơi nguồn của bắt đầu của EA luôn. Nơi đó thì phải nói cái thương hiệu EA của mình khi đi dạo phố và khi đi qua những cái đại sứ quán hay là đi qua những cái cửa khẩu hay là đi qua những cái gì máy bay bay qua thì được cán bộ an ninh rất là happy. Thật sự là đứng trong một cái môi trường với một team chuyên nghiệp mà dưới một cái tên tuổi rất là lớn như vậy thì là một cái niềm tự hào của tất cả những agent đang làm việc và trực thuộc team EA. Theo Andy á, thì bất động sản nước ngoài là như thế nào? Một cái tầm với có thể era chạm tới hay không? Và tất cả những cái agent ở đây có thể là bung lụa, lăn xả và có thể là thu lại nhiều kết quả tại nơi đây hay không? Thật ra là một câu hỏi rất là hay. Bởi vì là xu hướng di cư và xu hướng trở thành công dân toàn cầu đang là một xu hướng đang rất là phát triển, đặc biệt là đối với người Việt mà những người trẻ. Cho nên là cái việc mà họ chọn một cái đất nước thứ hai cho việc học hành con cái cũng như là việc kinh doanh là một cái việc mà ai cũng nhắm tới hết. Đó chính là cơ hội cho những bạn EA Việt Nam muốn vươn tầm ra thế giới khi mà kiều bào đang về và cũng như là nguồn lực kiều bào di cư đi cũng đang là một cái thị trường rất là sôi động và thị trường mở cho tất cả những EA Việt Nam muốn xâm nhập vào thị trường quốc tế. Nghe nói bản thân của Annie là một cái sứ giả hay là một người đại diện, là một người có là mang những cái tâm bản sắc của người Việt Nam đến những cái nước trên thế giới, thì cái nước mà Annie đang vươn tới và đang làm việc là nước nào vậy Annie ạ? Nghe nó sứ giả thì nghe ghê quá. Kệ vậy đi. Thật ra thì Annie có nhiều năm làm việc và sinh sống tại Úc. Úc yeah. là một cái đất nước mà người Việt mình chọn làm xứ sở thứ hai rất là nhiều, vì có rất là nhiều thuận lợi về địa hình cũng như là về thời tiết rất là phù hợp với người Việt. Cho nên Australia là một thị trường mở và đang rất là phát triển dành cho người Việt Nam mình muốn di cư sinh sống và học tập và làm việc ở bên đó. Thì đó cũng là một cái thị trường dễ và có một thị trường mà các EA Việt Nam, agent ở Việt Nam có thể vươn tới trong tầm tay của mình. Quá tuyệt vời. Ở tại nơi đây thì có khá nhiều cái team là quốc tế, giống như là team China hay là team về ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Hàn. Và có phải là Annie là một cái team về nước Úc rất là đẹp hay không? Dạ thật sự thì trong AI có rất là nhiều team international khác nhau, thì AI chỉ là một, Annie chỉ là một phần nhỏ trong team international thôi. Tuy nhiên là với kiến thức cũng như là với kinh nghiệm đã có sinh sống ở Úc thì Annie và các anh chị trong team Galaxy Group rất là vinh dự cũng như là rất là chào đón tất cả những thành viên mới có thể join vào team của mình để có thể cùng nhau học tập hoặc là cùng nhau phát triển một cái team international hành tráng hơn trong tương lai. Quá tuyệt vời Annie ạ. Annie có thể có một điều nhắn gửi cho những người sắp tham gia vào Galaxy, team Galaxy hoặc là team EA, thì có một cái gọi là một cái gì đó để có thể mời mọi người, welcome mọi người tới và cùng đồng hành với mình được hay không?
Có một câu mà em rất là thích, đó là đừng sợ hãi, hãy bước tới, cánh cửa sẽ mở ra. Luôn luôn Phước Sửu và em này sẽ luôn luôn cùng với mọi người sẽ giang tay mở rộng và chào đón những thành viên mới đến với EA, sẽ được đào tạo, sẽ được training bài bản và sẽ có một cái chỗ ngồi xịn sò với một cái văn phòng đại văn danh cực kỳ đẹp tại khu Sela này. Cảm ơn Annie. Hẹn gặp lại.